chào các bạn à, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến bất động sản phinol video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái các cái hệ thống các cái trường học và các cái tiện ích à, về cái phi vật chất à, cái nền tảng tri à, thức trong tương lai đối với các cái à, tại dự án ocean park một ocean park hai ocean park 3 à, dẫn xuất cái video này thì cũng một số các cái nhà đầu tư hoặc các bạn mình là từ các cái tỉnh à, sau này mua từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh thì mua có ý rằng là một là mua ví dụ như diện tích nhỏ 48 hoặc 58 sau này cho baby à, học từ có thể lên học à, học rồi là học đại học nữa thế thì à, cũng rất nhiều mình cũng nhiều cái video phân tích về khía cạnh kinh tế à, nhưng mà những cái nhà đầu tư nhưng mà cũng có đôi khi thì cũng có nhà đầu tư bảo hai ba năm nữa em lên em ở cũng có những người là uh, trong kiểu con cái là tầng học mấy năm nữa thì hết cấp 2 trong cấp 3 thì sẽ lên đây chẳng hạn thì cũng trao đổi về cái cái câu chuyện của của giáo dục hệ thống trường lớp ở đây rồi là cũng có người là mua cho con thì các bé là đang học đại học thì là sau này ra đây thì môi trường làm việc nó có 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 office không thật ra cái tòa này, cái bức hình này nó cũng có nhiều giá trị. Tức là gì? Đây là cái trường đại học Vinhulie. À, cái đây là cái, cái dãy S2 mà bán đầu tiên tại Ocean Park 1. Thì ngày rất nhiều người. Bây giờ bạn mua ở cái phía này ấy, thì rất là khó. Vì là người ta mua từ đợt đầu mở bán chung cư của Ocean Park 1 ấy. Thì nhiều người mua ở đây view cho trường đại học hoặc có người mua để mà con cái học để còn ở đây để con cái có một cái động lực, chẳng hạn như là hoặc là các bạn nhớ là bên 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 Hà Nội ngày xưa thì hay cho các con ra các về ở chỗ giảng võ để có hộ khẩu để làm sao các con học được ở trường Am Triệu Đan, đúng không? Bây giờ thi thì hoặc là bây giờ cái, cái trường Chu Văn An, rồi là Nguyễn Du mấy cái trường ở Lò Đúc chẳng hạn thì thì cái câu chuyện đấy vẫn mang cái tính chất hộ khẩu thì uh, Bây giờ thì cũng cũng khác đi Và đặc biệt các bạn ở cái, cái cái khu đô thị của Vin này thì các cái đại tiện ích thì cũng gắn liền với một hệ sinh thái thì hàng, mình hay gọi cái này là gọi là tháp tri thức này. Đấy và đây là tháp công nghệ này. Đây tòa này 45 tầng uh, thông minh thuộc top 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới. Thế và À, một nửa diện tích này dùng cho các cái nhân viên văn phòng của uh, Vingroup trước đây là là Vinfast Tower bây giờ sau đổi tên thành Tech Technopark thế thì trường Đạc Vinuli này à, với tổng mức đầu tư trên à, khoảng 6.500 tỷ với tổng diện tích là 23 hecta trên 420 hecta của diện tích của Ocean Park 1 à, Bác Vượng dành cho một nửa dành cho cơ sở hạ tầng và một nửa dành cho cái học bổng về đây ở thì trước đây mình cũng hay xem xem một cái bộ phim là chuyện tình Harvard. Nếu mà sau này cũng kỳ vọng ai đó hoặc các học sinh hoặc các cái, các cái nhà điện ảnh mà sao dựng nên được một bộ phim như thế thì mình cũng rất là hay. Học có cả tri thức và cũng cả tình yêu. Xem bộ phim ấy rất là hay. À, nếu mà ấn tượng thì phim đấy với lại một cái phim như kiểu 24 giờ của Mỹ chẳng hạn. Bây giờ thì mình đã ít thời gian xem phim rồi <laughs> Bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái trường học à, Vì cơ bản ấy, thì là à, cái vị trí của trường học cũng Hiện tại cũng đang nằm ở một chỗ mà nhiều người à, cũng cần biết Vì là đây các bạn biết là cái tòa nhà Vin đang xây thử công nghệ ở cái chỗ này Thì nó đoạn này đấy Không thuộc sang đất cọ xanh nhé Đấy, thế nhưng mà rất nhiều hình ảnh chụp lên là như là viên bàn giao cái này rồi Thì các bạn phải chú ý Đây, đằng sau này nữa Đây là đúng là đất của xanh đây Cái bức ảnh này mình chụp để tôn trọng cái giá trị thời gian Vì bây giờ chỗ này nó sẽ xong rồi, nó đẹp hết rồi Đẹp tuyệt vời rồi, rồi trồng cỏ hết rồi Thế và đây, cái diện tích của trường nó sẽ ở chỗ đoạn này Đây, thiết kế của trường đây Đấy, thì về mặt ở đây có 458 hectare thì um, trường học uh, cũng rất là nhiều cả hệ sinh thái nữa và sau này thì cái xe buýt mà đi từ đây lên trên ocean park một hay là các gì nó liên thông rất là, là nhanh thôi cũng không phải vấn đề gì cả và ở đây phân khu trà là và các tiện ích trường học đây thì thì câu chuyện là mình muốn nói chia sẻ với các bạn từ các hình ảnh của trường uh, viên viên đưa ra các cái uh, concept thiết kế và cái, uh, cái 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 thông số đây cái chỗ này là cái biểu tượng của dự án nhé thì cái trường học của chúng ta đây Đấy, trường học của chúng ta đây. trường trường học của các bé đây đấy thì đây các cái hình ảnh truyền thông của Vin và các bạn nên nhớ là uh, với Vin thì chúng mình cũng là SEO mình phải truyền thông đúng các cái hình ảnh đây Vin đưa con con concept thiết kế đây Vin School sẽ có mặt tại Ocean Park GMP Long Hương Hưng Yên đây mô hình thiết kế đây concept thiết kế đây đấy chúng ta sẽ phải tôn chỉ những cái điều mà Vin đưa ra đấy thì nó là chính thống nhất thì mình chỉ chia sẻ với các bạn ở cái vị trí nữa và cái công cái trường này thì nằm gần công viên siêu bắc đấy thế đây, đây chúng ta sẽ nhìn lại cái quá khứ đây ở chỗ này diện tích này nó có cái điểm điểm này và để làm sao chúng ta nhìn nhiều người xa bàn hoặc cái gì từng bản vẽ nhưng mà nếu thực tiễn của dự án thì sẽ chỉ cho các bạn đây biểu tượng dự án đây này biểu tượng dự án đây cái cầu vượt Long Hưng đây và cái này bên này cũng đang đã làm đường ở chỗ này rất là đẹp rồi đúng không to rồi mình đã quay từ cái cung đường từ đây sang đây đi vào đây là ra đây rồi Đấy cái video của mình à, và đây cũng dự đoán những cái điều gì ở đây mà nếu mà có những điều các, các cái phương án option mà ở đây thì cũng rất là đẹp đúng không? Thường lấy hai bên này. Ok, về về mặt hình ảnh thiết kế thì như vậy. Đấy và à, chúng ta cũng sẽ đây, thấy đây cái chi tiết hơn. Đấy thì các trường học thì thường sẽ xây tầm độ khoảng 5 tầng hay hơn gì đó, 7 tầng. Tùy Uh, nhưng mà cũng với vin thì cơ sở vật chất thì cực kỳ hiện đại rồi đây các bạn nhìn đây cây xanh nữa. ví dụ như chúng ta nhìn ở, ở, trà là uh, những cái tiện ích môi trường cảnh quan chất lượng sống uh, đây đây dọc đây là công viên sim park này thì trường những concept thiết kế này mình nghĩ là cũng rất là tuyệt vời Đấy, cho các bé học à, và đây dự kiến là tháng 8 năm 2023 trường học sẽ khai giảng đầu trường học đầu tiên Đấy. À, và đây chúng ta cũng nhìn thấy một sự danh giá của trường đại học này cũng là trường tốt quốc tế có RMIT à, Việt Nam thì có mấy trường đúng không? thì à, trường thì mình thấy là như thế này mình cũng mình cũng đang 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 nghiên cứu về cái du học hoặc là cái bất động sản của úc thì mình thấy là khi các con học trường này thì học theo tín chỉ à, tín chỉ thì tín chỉ là được công nhận thừa nhận bởi quốc tế thế nên là khi mà các con đôi khi không phải như Việt Nam là cứ 18 tuổi là tốt nghiệp lớp 12 mà các con học càng càng nhanh càng sớm thì sang bên kia có khi tốt là học nghiệp rất là sớm chạy đua về mặt thời gian nhưng điều quan trọng nhất là các cái chứng chỉ của chúng ta phải theo chuẩn quốc tế Đấy, thế nên là rất là gọi là nhà giàu đầu tư cho nhiều thế hệ chứ không phải là một buổi một cái buổi tối thứ bảy thế thì uh, câu chuyện sẽ là À, cái cái chất lượng giáo dục tại đây hoặc cái trường này cũng liên doanh với uh, trường Cornell uh, của của Mỹ ờ uh, nơi cũng đào tạo ra nhiều trường cũng đào tạo ra nhiều thế hệ tổng thống uh, rồi là uh, anh Elon Musk mà uh, tỷ phú bây giờ đấy đang những sự kiện như mua Twitter với các thứ ấy là cũng học từ trường Cornell. Thế nên là các cái giáo trình hoặc cái gì có sự liên thông về cái cái chương trình đào tạo hoặc uh, cái uh, người thầy hiệu trưởng ở đây mình được biết là cũng rất là yêu thể thao, đạp xe và có những cái, Đấy thì uh, cái cái môi trường giáo dục ở đây là rất tốt và mình rất là nhiều người, ấy, người ta mua nhà, uh, mua ở chỗ này này, mua ở chỗ chỗ, chỗ sân hô ấy, để sau như một cái sự start up cho các con, ấy, có thể mở một quán cà phê gì đấy hoặc là đây là start up thì cái trường uh, theo quy định của trường ấy là học nếu học đại học ấy phải ở trong ký túc một năm để rèn luyện cái lối sống tập thể ví dụ như vậy thế còn những cái giáo dục thể chất hoặc cái gì đấy thì à, trước đây mình nhớ là cái thời mà covid ấy, thì người việt à, các con các bé là từ bên 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 nước ngoài về rất là nhiều học Thong bây giờ thì bây giờ thì cũng trường sinh viên cũng rất là đông và có những cái hoạt động ngoại khóa hoặc là mình cũng follow một số các cái bé trong này bé cái 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 giáo dục nó khác đấy à, Bác bé đã có những cái kênh youtube hay là tiktok hay là những điều ấy À làm hoặc là cái start up thu hút vốn cộng đồng ấy, cũng rất là là tuyệt vời. Đấy thu hút được một cái lượng vốn rất là, là lớn thì cái giáo dục của Vin thì cũng hội nhập à, quốc tế các chuẩn quốc tế Thế và là điều điều quan trọng nhất là à, gần như là 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 đi trước đón đầu ví dụ chẳng hạn như là, là cạnh tranh về mặt thời gian ra trường sớm. Mình ví dụ như là các bạn mình nhớ ngày xưa học đại học ra thì các bạn cái thời cái giấy chứng nhận đại học ấy mà bạn được lấy sớm ấy, thì bạn đi đi xin việc cũng là sự cạnh tranh Thế còn ở trong này bây giờ các trường đào tạo thì đều là mình cũng cũng nói chuyện với một số người thì hoặc là các học sinh ấy thì là hoặc là họ sở tát up cả cái câu chuyện của như kiểu các cái máy giặt đấy và cái dịch vụ tiện ích của trường ấy, hoặc là dịch vụ tiện ích mà làm sao mà. hoặc là trong cái cách giao tiếp của các cái con mà được học học từ trường này để giao tiếp nó cũng khác ngôn ngữ tiếng anh thì hoặc là các thứ thì mình cũng đang kém tiếng Anh <laughs> nhưng mà <laughs> nhìn về về cách giao tiếp nhìn nhận cách đào tạo ấy, giáo dục thì cũng rất là tuyệt vời đấy thế và ừ, chúng ta cũng sẽ xem là trong trường thì có những cái gì thì theo tuyên bố của của, của chủ tư ấy thì Vinschool đẹp nhất toàn hệ thống có mặt tại uh, Vinhome Hưng Yên Vinschool đỉnh cao hé lộ những thông tin đầu tiên à, bắt đầu từ tháng 8 Năm 2013, VIN sẽ chính thức có mặt tại khu đô thị Vino Ocean Park 2 GMPI, Long Hưng, Hưng Yên với hệ thống các trường mầm non, tiểu học và trung học. Đấy. Trường được đặt tại vị trí thuận tiện cửa ngõ cao, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, sở hữu trọn vẹn những kết nối giao thông trọng điểm của Gia Lâm uh, từ mọi nơi tới khu đô thị. Đây là trường đầu tiên thuộc khu đô thị GMPI và là cơ sở trường lớn nhất tính từ trước đến nay của hệ thống giáo dục VIN School với tổng diện tích gần 60.000m2. Đấy. Thế trường tiểu học nhé Thế còn cái bản này thì chắc là không đọ được với trường video ly rồi video ly 23 hecta mà đó trường có quy mô 147 lớp học cùng các uh, cơ sở vật chất hiện đại như phối học khối phòng học chức năng đa dạng gồm phòng công nghệ thông tin phòng thí nghiệm âm nhạc mỹ thuật kịch nghệ thư viện lớn gần 800m đầu tư cho thư viện này. mỗi các bác đời tổng thống của Mỹ để ý là mình để ý các bác về hưu ấy. Đấy, hai nhiệm kỳ là về đa số là xây dựng thư viện. Đấy. Hai bể bơi bốn mùa. Các khu vực thể thao ngoài trời với tổng diện tích hơn 6.000m2. Được phân chia phù hợp với nhóm tuổi và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Bao gồm sân bóng đá, bóng rổ, đường chạy và sân bố trí đồ chơi vận động liên hoàn để học sinh học tập trải nghiệm. Nhà đa năng với tiện ích hơn 1.000m và khán đài hơn khán đài 250 chỗ ngồi. Hai phòng ăn với sức chứa 2.000 người đấy thì uh, câu chuyện thì đây là thông tin uh, từ chính từ chủ đầu tư nhá cái nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy là uh, sự liên kết liên kết là gì bốn ở trong đây ocean park uh, một ocean park hai đúng không thì có bốn với trường nội khu bốn với trường ngoại khu đấy thế cạnh uh, trường vin school này trường công lập này, trường quốc tế tư thục đấy và uh, mỗi một mình nghĩ là hoặc như cái khu du lịch bây giờ có một cái trường trường của anh họ về thì cái đấy lại khác đúng không? Đấy thì chúng ta cũng sẽ đón nhận là uh, bản chất ở bên trường, uh, trường trường, các cái trường này thì uh, với quốc tế thì họ là một cuộc đầu tư chứ không phải là như mình thì uh, cũng quan niệm nó khác nhưng mà với các cái trường quốc tế thì đây thực sự là là một câu chuyện của đầu tư cho thế hệ tương lai nên là khi mà họ sang đây thì họ cái phương cách thức tiếp, tiếp cận với học sinh và cái cách thức tiếp cận thị trường ấy thì họ cũng chọn những nơi gọi là đất uh, chuẩn và gọi như kiểu là đi câu cá thì chọn nhà giàu. Thì thì câu chuyện như vậy, nơi có cá. Thế thì những cái trường của của quốc tế họ đặt thì họ đều chọn những nơi mà mình nghĩ rất là đắc địa. Đấy rồi là họ kết nối để à, rất là sự hãnh tiến và đầu tư thực chất là tương lai chứ không phải là nhiều mình thì chẳng hạn như chưa có điều kiện thì nó sẽ là khác nhưng với đây thì họ đề cao cái công việc là trí thức và hướng tới đến cái làm chủ cá nhân rồi là định hướng tương lai. Đấy, cái 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 việc đào tạo của nước ngoài đấy thì đây là một cái hình mình chụp ở phân khu trà là đứng từ trên đây à, Trẻ dãy trà là năm thì theo thiết kế là các cái, các cái các cái trường học thì còn đây là các đang nhà ở lán trại cho cán bộ cho công nhân xây dựng còn phía xa này là trường vị là, là đại học à, gì nhỉ là bệnh viện vin vinu vin, đấy thì các bạn sẽ thấy là cái sự quy hoạch và đồng bộ và tiến độ xây dựng rồi Đấy, thì các con ví dụ tháng 8 bây giờ là tháng 12 thì cũng còn 8 tháng nữa với sự tiến độ thì mình nghĩ là nó, nó chuẩn thôi và mình rất là tôn trọng những cái hình ảnh nó thực tiễn chứ không phải những hình ảnh mà có những cái group đưa ra nó không 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 chuẩn về vị trí rồi các thứ các bạn bình luận nó không 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 ấy nhưng với mình thì này là nó phải chuẩn theo đúng cái điều mà chủ đầu tư đưa ra và những bức ảnh nó cũng có những cái sự xác thực đứng ở vị trí cụ thể đây đứng mình đứng từ trà là năm Đấy, chụp ra đây khuôn viên này tất cả dùng trong này tiện ích là sẽ là các trường học đấy, bao quanh trường xong đây rồi ở à, các cái khu về bao quanh đây rồi đấy thì rất là chuẩn đây cũng về đây bao quanh đây cũng là à, cây cảnh rất là tuyệt rồi thì với những tiện ích này thế thì ở à, cái cái sự đầu tư của mỗi một người nó cũng sẽ có một sự khác nhau nhưng tầm nhìn về tương lai cũng câu chuyện như kiểu là các nhà đầu tư quốc tế họ đưa ra trường học một cái bức ảnh đây là Paris à, nếu có sự thư thái này chúng ta cũng sự ngắm nhìn và đây là một câu chuyện của mình vẫn nói là một cơ hội Đấy, bạn mình thì mua ở San hô San hô 6124 có một con cà phê này Luxy à, à mấy tầm nhìn này và bạn ấy cũng um, thành công về cái với Ocean Park 1 về cái giá trị tài sản mà cũng uh, theo dõi từ đầu thì uh, câu chuyện bạn ấy mua căn này cũng là ở cái vòng thứ hai cũng hơn 14 tỷ cơ Thế nhưng đến bây giờ thì nó khác rồi à, tất cả là tầm nhìn, tầm nhìn, tầm nhìn. cái và đây à, cái cái mình cũng chia sẻ với các bạn đây chỗ này là biểu tượng của dự án đấy với một cái bức ảnh có những lúc mình chụp ở khung cảnh mình nhìn thấy là các bạn cũng sẽ không muốn nhìn <laughs> nhưng mà phải tôn trọng từ sự kiện từ đầu đúng không à, những nơi bùn đất và đến bây giờ nó hóa thành như thế này thì đây công viên siêu park đây Chụp ban ngày khác và tối cũng khác và nếu như chúng ta nhìn ở đây thì cũng khác đúng không đây là công viên à đây là uh, ocean park 1 Đấy thì với paris thì cũng thế thôi Đấy, hoặc là chúng ta nhìn bây giờ rất nhiều người khi mà lên hình của uh, quảng trường kinh đô ánh sáng ấy thì là in book cho mình uh, tìm những vị trí căn thì câu chuyện là như vậy thì uh, nhưng mà chúng ta phải có niềm tin hoặc là chúng ta thực tiễn về nhu cầu và chúng ta đón nhận cái cơ hội chứ không phải là chúng ta với một cái sự khảo giá rồi cũng chả đi đến đâu vì với cái sự bám sát của thị trường bám sát của những cái tiến độ xây dựng này thì chắc chắn mình cũng biết những vị trí và những cái đấy nhưng mà câu chuyện là chúng ta sẽ ở một cái phù hợp với khả năng tài chính với tất cả như thế đấy thế còn mình thì mình cũng có nhiều cái vị trí can nhưng mà mình cũng các bạn cũng cần có cũng cái lượng lương tài chính nhưng mà câu chuyện là đến bây giờ thì chúng ta cũng nhìn về một cơ hội đấy thì Uh, qua cái video này đây các bạn sẽ thấy cái công viên sim Park đây đấy thì uh, với đây cái việc đây những cái thiết kế ở đây này đấy sinh park này đấy thì về câu chuyện thì chúng ta cũng sẽ đón nhận và mình nghĩ rằng là uh, với một cái sự đào tạo về giáo dục rồi các tiện ích hạ tầng ấy, hoặc là cái ngày càng ngày đi lên mà chúng ta cũng nhìn sẽ sao cho nó chuẩn chỉ hơn ví dụ như ngày hôm qua vin uh, có cái đệ trình về hồ sơ ipo của vinfast ấy thì giá cổ phiếu là tăng ngay à, có, có khi là vừa rồi là cổ phiếu cũng mất tháng hơn tháng nhưng mà sự tốc độ gia tốc của thả cổ phiếu bắt đầu bây giờ mọi người này, các bác các cổ phiếu khả năng tết này lại hoan hỉ đấy ví dụ như vậy thế <laughs> nhưng mà cái này thì chúng ta đấy là chay Chay và hâu thế còn cái này sẽ là câu chuyện của tương lai câu chuyện của đấy cái cũng là qua một câu chuyện học học ở trường học thôi đấy nhưng mà đưa ra những cái cái tầm nhìn hoặc là những cái vị trí đây bạn sẽ thấy là Tất cả một sự tầm nhìn à, chúng ta à, một số bạn mình thì lại cũng lại đầu tư xa thế là à, lúc mà không không à, họ không thể di chuyển được cả về gia đình thế nhưng mà nếu như ở đây vị trí này thì ở các tỉnh nhưng mà có khi là khả năng 2 ba năm nữa là em di chuyển đến đây đấy thì cũng có phải chuẩn bị từ bây giờ không? đón nhận từ bây giờ à, mình 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 nhận được nhiều cái đúng là thị trường nhưng mà mình cũng nhận được những cái sự phân tích rằng là À, độ khoảng trong năm tới thì cũng có những cái rất là nhiều các triệu phú sẽ sinh ra vì cơ bản nhất là nắm bắt cơ hội còn bây giờ thì hình thành ra hai cái trường phái à, phân tích nó rất là à, bi quan nhưng một những trường phái nữa khác là à, chỉ sẵn sàng là đứng chú xem là lúc nào ấy thì để để anh mà anh đang chọn những vị trí hoặc là anh đi tìm những cái quá nhiều luồng thông tin thì nó không kết hợp được được Đấy, thì còn câu chuyện thì <laughs> chúng ta cũng sẽ luôn có những cái mà à, vừa hôm qua thì cũng có một cái chính sách bán hàng mới về Ocean Park 3 thì mình sẽ phân tích sau về câu chuyện là 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 có một cái chủ đầu tư hỗ trợ thì khi về về ở sớm ấy thì chủ đầu tư có có hỗ trợ 3 triệu một mét vuông với phân khu Ocean Dura thì mình sẽ phân tích sau. Những cái ví dụ như vậy, vì mỗi một ngày mình sẽ cố gắng làm sao một cái video mà có những thông tin mới nhất cho uh, mọi người cập nhật về từ hình ảnh đến những chính sách của từ chủ đầu tư. đấy Thì uh, trên đây cũng là một cái mà mình muốn rằng là mọi người có cái uh, nhìn cái so sánh, nhìn các cái tiện ích này, và nói gì nói. Nhé. Có những cái này những hình ảnh lên khi các bạn ở Việt Kiều hoặc các bạn ở tỉnh xa. À, bớt chút thời gian dành cho xem một cái lượng tiền, cái quan điểm đầu tư ở đây, tiền ở đâu, tâm ở đấy. <laughs> đấy thì uh, những cái cái câu chuyện này thì mình cũng muốn là à, làm sao chúng ta update và chúng ta có một cái 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 uh, nhìn nhận, thậm chí là những nhà đầu tư cũ thì uh, nhìn nhận hạ tầng ra sao, uh, như thế nào, uh, từng bước từng ngày uh, có đạt tiến độ hay không. Còn những nhà đầu tư mới thì uh, các bác đang giữ tiền đến thời điểm này thì uh, cũng có những cái mà Uh, ví dụ như quyết định đầu tư thì các bạn cũng sẽ nhận được cái uh, những chuyến viếng thăm, khảo sát thực tiễn để có cái nhìn uh, tổng quan. Còn đặc biệt là bây giờ cũng là thời điểm sát tết rồi, cũng rất rất nhiều cơ hội. Thật sự là như vậy, mình đánh giá là trong lịch sử cũng vậy thôi. Tầm này của okay, cái năm ngoái rất nhiều cơ hội, uh, rất nhiều thứ. Thế là chúng ta có những cái nhiều thông tin, nhiều kiến thức và kết nối được những cái những cái thương vụ mà thật sự hữu ích và nói chung là cái này cũng vẫn là tầm nhìn các bạn nhé. Thì nếu mà các bạn mà bây giờ không nước xong được rồi đúng không? không nước sóng được rồi thì chúng ta sẽ làm giải bài toán ra sao, nhìn tương lai như thế nào? À, thì qua video mình muốn chia sẻ với các bạn về thực tiễn về à, dự án này và các cái tiện ích hạ tầng đồng bộ với những cái điều mà ai đó mua tùy từng phân khu để bạn cũng chuẩn bị cho một cái tương lai ví dụ như là con cá học hành và đây bây giờ đang hình thành một xu hướng nhé thật sự là nếu như các bạn xuống ocean bắc một này mua thì cái gọi là giá nó bị cao ví dụ bị cao không phải cao là so với bây giờ thôi nhưng còn thời điểm mua sự là các bạn nên chốt lời thì hình thành là một nửa nếu dụ bạn có ba chục chẳng hạn thì khả năng là mình vẫn đưa ra cho option các bạn bạn đầu tư ở dưới Ocean Park uh, 2 3 gì đấy. Còn đầu tiền kia là để cho baby học. khởi nghiệp. Đấy, đấy là cũng một cách mình nghĩ rằng là có những cái mà mình uh, một là sự phân bổ vốn về tài sản, một phân bổ vốn cho cái uh, trí thức trong cái tương lai. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn uh, trong các video sau Ở những cái vị trí và những cái 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 câu chuyện của đầu tư thì chắc chắn là à, mình có những nhân vật uh, thực tiễn và mình cũng có những vị trí thực tiễn để tư vấn cho các bạn làm sao mà phù hợp với cái, cái 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 mà cái bạn cái mức mong mỏi kỳ vọng của bạn nhưng mà trong phạm vi nó, nó hài hòa tất cả chứ cũng không hài hòa được tất đúng không trong các cái biến kinh tế nó cũng chạy qua vị trí các thứ Thế nhưng vị trí và các cái thứ thì mình lắm được và mình cũng có thể là các bạn xem khi mà chưa đầy đủ thông tin hoặc các cái thứ thì bạn cũng có thể là chưa tự tin lắm nhưng với cái cái những cái thứ này thì mình cũng có những vị trí căn và có những cái thứ kể cả là sơ cấp và thứ cấp thì chúng ta cũng sẽ là inbox kết bạn với nhau để tìm kiếm cơ hội đầu tư và thậm chí là cái đầu tư cho tương lai cho thế hệ uh, dạng danh đất nước và dạng danh của thật sự là dòng họ <laughs> cảm ơn các bạn đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn trong các video sau